Không được, nếu như má mình thấy mình thì má sẽ rất đau lòng. Mình phải đi thật xa mới được. Chắc cũng sắp tới giờ ngọ rồi phải không má? Ừ, chắc là vậy. Mà có chuyện gì vậy con? Hồi sáng giờ má cứ thấy con sốt ruột nôn nóng, nhìn ra ngoài trời miết à. Bộ con có hẹn gì với ai hả? Dạ không. Dạ có má. Con hẹn với thằng Tân, con của thím Tám đó má. Má coi má uống thuốc đi, rồi còn vô trong nghỉ. Một lát nữa con đi á, ở nhà má giữ gìn sức khỏe nha. Cái thằng này, con chỉ đi gặp thằng Tân thôi, có đi đâu xa mà dặn dò thấy ghê vậy? Con dặn hờn vậy mà. Con đi gặp thằng Tân nha má. Ừ, đi nhanh rồi về nhanh nha. Dạ. Ở đây con gần nhà mình quá, lỡ qua nhìn thấy mình bị sét đánh chết, chắc chắn sẽ về kể chú má mình nghe. Không, mình phải đi xa hơn mới được. Mình không muốn má mình phải đau lòng rồi thêm trọng mình.